biên hai của Nam Đen. Quan đã xuất hiện và đánh suốt từ chiều đó. Quá. Còn chuyền hai tiến sĩ hai của Nam Đen. Một pha. Một pha. Một pha. Đô đẹp dài. Xin mời mọi người đến với chảo lửa VSD để theo dõi kèo 4.6. Ở bên 4 người là các cầu thủ biên 4 áo đen. Idol đẹp dài Nam Phạm, cởi trần xoái ca Đô. Biên 2 Trịnh Sim cao 1m83. Vào thời điểm năm 2017 anh bật 3m30, đứng ở vị trí biên 2. Và phát bóng là idol của đất Bắc, Huy Con Hải Phòng. Sẽ chấp 6 cầu thủ sân VSD. Biên 4 Long Thắng, chủ công búa máy của chảo lửa VSD. Chuyền 2 Hải Đăng HDVC. Biên 2 Nam Đen Kim Bôi. Anh có còi này em ơi. Vị trí số 3 là Trịnh Duy cùng với Duy Đông và Vũ Kiên. Điểm số đầu tiên cho sân VSD 1-0. Cái còi rất xịn anh em ạ. À, mình lúc nào chuẩn bị nhưng mà họ không thích thổi, chứ không phải là không có. Nhiều người rất thắc mắc sao không có còi. Điểm cho sân VSD 2-0. Đó là một pha phòng thủ trên lưới của Trịnh Duy. Trịnh Duy cao 1m78 đến từ Xuân Trường Nam Định, đang đi đôi Phantom của thương hiệu bóng chuyền VSD. Đó là đô đẹp dài. Một pha bổ y rất mạnh. Đô đẹp dài đến từ huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Và là cựu sinh viên của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Cao 1m85, có thân hình rất giống với các siêu mẫu. Biên hai của Nam Đen quá gọn gàng. Chỉ có mình đô đẹp dài theo chắn thôi. Điểm cho sân VSD 3-1. Chuyền một tốt của Nam Phạm. Đó là Trịnh Chim. Một đường chuyền thiếu một chút. Điểm cho 4 người 2-3. Vì con sẽ là người thực hiện những pha phát bóng cho team của Đức Diễn. Vẫn là những pha phát bóng tấn công tay trái. Lần này là một pha phát bóng ngắn rất kỹ thuật. Điểm 3 đều. Vâng, xin chào gần 400 anh chị em. Cảm ơn mọi người rất nhiều và cảm ơn tất cả các bạn đang xem ở kênh YouTube VSD Capeto Volleyball. Anh chị em thấy hay thì cho Đỗ Nguyên Hưng một nút like, một nút đăng ký kèm hình quả chuông ở bên cạnh mọi người nha. Và anh chị em hãy mời thêm người thân cũng như bạn bè cùng xem những video, những trận kèo hay của chảo lửa VSD trên VSD Capeto Volleyball. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Sân VSD phát bóng lỗi. Điểm số được san hòa cho Đức Diễn 4 đều. Thời tiết quá hợp lý và lý tưởng cho các vận động viên thi đấu. Một pha đẩy sâu của Huy Con. Thời gian gần đây thì các cầu thủ hạng A của sân VSD đều bận. Đầu tiên là thầy giáo Sáng bận công tác tại Đại học Ngoại thương. Thầy giáo Sáng là giảng viên của Đại học Ngoại thương, cùng với Trịnh Huynh cũng là giảng viên của Đại học Mật Mã. Chủ công Họa Mi thì đang bận chuẩn bị xây dựng tổ ấm rồi. Còn chuyền 2 Tiến sĩ thì đã bay sang Nhật. Còn chuyền 2 Minh Tiến đến từ Đại học Kinh tế Quốc dân thì đang công tác tại Đà Nẵng. Bởi vậy lúc này sân VSD đều là các cầu thủ hạng B. Trong đó có Nam Đen và Long Thắng là B, hạng B cộng. Chưa có cầu thủ hạng A. Bởi vậy bộ tứ của Đức Diễn phải chấp 6 người mới cân được kèo. Điểm cho sân VSD 6-5.
Bóng bung chắn, đó là đồ đẹp dài 6 đều. Hôm nay thì có team của Yên Thủy, team của Kim Bôi, team của Đòi Nợ Thuê và các anh em lang thang khác cũng đã xuất hiện và đánh suốt từ chiều. Đó là một pha phóng lao của Nam Đen. Nam Đen cao 1m72 đến từ Kim Bôi Hòa Bình. Và là idol lớn nhất của khu vực Kim Bôi, rất nổi tiếng. Anh sinh viên K50 của chuyên sâu bóng chuyền thể thao Từ Sơn Bắc Ninh, một trường thể thao danh giá số 1 tại Việt Nam. Trình Chim, bóng trong sân, đó là một pha tấn công trên chắn và tấn công lấy tầm về cuối sân. Ra ngoài điểm số 7 đều cho Đức Diễn. Lúc này thì ba cầu thủ của Đức Diễn đều trên 1m80 đang ở hàng công, gồm bộ trang phục áo đen, đó là idol Nam Phạm, đô soái ca với Trịnh Chim. Lần này hàng rào chắn đôi của Đức Diễn đã hóa giải được Nam Đen. Điểm cho Đức Diễn 87. Và gần 500 anh chị em rồi, anh chị em thấy hay thì cho đúng một chia sẻ mọi người nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Điểm 8 đều cho sân VSD đi. Sang ngay của Duy Đông, rất tỉnh táo. Duy Đông đến từ huyện Lạc Sơn, Hòa Bình. Và cầu thủ áo xám số 98 là Vũ Kiên đến từ thành phố Hòa Bình. Đội hình trong sân của VSD lúc này có đến 3 cầu thủ đến từ Hòa Bình. Hải Đăng thì đến từ Nghệ An. Quá gọn gàng và đơn giản đối với đô soái ca. Long Thắng chủ công biên 4 thì đến từ Hà Nội. Trịnh Duy thì Xuân Trường Nam Định. Điểm cho Đức Diễn 9 đều. Vẫn là Huy Con sẽ thực hiện những pha phát bóng cho Đức Diễn. Nếu như anh em là một fan của VSD thì vẫn còn nhớ cái kèo 4 Đức Diễn chấp 6 Hà Đông, gồm Quản Trọng Nghĩa, Bùi Văn Cường, Huy Con và Đinh Văn Duy. Bộ tứ hạng mạnh sẽ chấp 6 cầu thủ hàng A của sân VSD. Nhưng cái kèo đấy vẫn chưa cáp được bởi vì Quản Trọng Nghĩa bận tập huấn ở trong câu lạc bộ cũng như đội tuyển. Và đến bây giờ vẫn chưa cáp được mọi người ạ. Và cái kèo ấy thì các cầu thủ khu vực Hà Đông nói rằng có lịch là đánh, vẫn chờ câu trả lời từ bên kia. 11-9 cho Đức Diễn và hai đội đã đổi sân. Phát bóng rất mạnh của Huy Con. Một pha xử lý lỗi của các cầu thủ sân VSD, 12-9. Chúng ta còn nhớ cái kèo mà miền Bắc với miền Nam tại Chảo Lửa VSD thì Huy Con cũng có những pha phát bóng tấn công đã gây rất nhiều khó khăn cho các cầu thủ miền Nam. Một pha đẩy sâu tốt của Long Thắng. Lúc này bên phía sân VSD sẽ xoay bát nhang ở vị trí phát bóng. Búa máy Long Thắng sẽ thực hiện những pha phát bóng tấn công nhằm phá chuyền một cũng như là xoay chuyển cục diện của kèo đấu này. Chuyển một tốt của idol Nam Phạm. Bóng chưa qua lưới. 11-12. Bước một tròn vo. Quá hay. Lần này thì một đường kiến tạo đã tới tầm rồi. Ở trong pha bóng trước thì bóng hơi thu, bởi vậy đô soái ca đã ra đòn lỗi.
Điểm cho Đức Diễn 13-11. Thể thức thi đấu là chạm 21 điểm. Che rất kín. Đó là Trình Duy bị che rồi. Rất nhanh Duy Đông. Sân VSD tấn công ra ngoài. Điểm 14-11 cho Đức Diễn. Phát bóng ra ngoài. Điểm cho sân VSD 12-14. Trọng Lan Thanh Đạt điều khiển kèo đấu này, trọng tài là chủ công Lợi Cá Rô đến từ Yên Thủy Hòa Bình. Phát bóng rất mạnh, tranh chấp. Điểm cho sân VSD 13-14. Vâng, gần 6 rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Tiếp tục là Long Thắng. Vẫn là đô xoáy cả, bật rất cao, cơ hội. Bây giờ là sang mất rồi. Một đường truyền phản công hơi quá tay và Trịnh Chim đã đứng sẵn ở đấy rồi. Mang về điểm số thứ 15 cho Đức Diễn 15-13. Ở kèo đấu này thì Trịnh Chim vẫn chưa được phân phối nhiều bóng. Lúc này mới là kèo đấu đầu tiên của các thủ Đức Diễn thôi. Họ vẫn đang giữ thể lực và đánh cầm chừng. Điểm 16-13. Ở sân VSD xin tạm dừng kèo đấu để hội ý. Trận đấu được tiếp tục. Như vậy là lưới của các cầu thủ Đức Diễn. Điểm cho sân VSD 14-16. Quán bóng tốt của Long Thắng. Bóng lọt chắn. Vừa rồi là hai cầu thủ cao 1m72 nhảy lên chắn bóng cầu thủ 1m85. Và hàng rào chắn có một kẽ hở rất nhỏ, chỉ vừa con trâu chui vừa thôi. Điểm cho Đức Diễn 17-14. Tốt rồi, biên hai của Nam Đen. Một pha bổ y tốt. Có đến hai cầu thủ đã bám chắn Nam Đen. Một hàng rào chắn đôi trên 1m80. Điểm cho sân VSD 15-17. Lúc này khoảng cách chỉ còn 1 điểm. Phát bóng ra ngoài. Đáng tiếc cơ hội San Hòa đã trôi qua. Lúc này khoảng cách lại là 2 điểm, 18-16. Anh em đứng xa lưới ra tí, xa lưới ra tí. Đấy, đánh vào phần sau lên, đi đây mà không đi đây. Bóng xoay chém rồi này. Nam Đen. Bóng trong sân. 17-18. Hết rồi, hết rồi. Bây giờ các đội khác ấy, bọn em đánh suốt thị trường. Bọn em đánh nhiều từ đầu thị trường. 17-18 cho sân VSD. Để xem hai đội này còn đánh nữa hay không đã. Họ phải có lượt đi lượt về nữa chứ. VSD phát bóng ra ngoài, điểm 19-17 cho Đức Diễn. Vâng, xin chào 550 anh chị em, cảm ơn mọi người rất nhiều. Những bạn mà chào mình chưa kịp trả lời, mọi người thông cảm nhé. Tại vì mình đang
tập trung vào diễn biến của trận đấu. Một pha bổ y tốt của Nam Đen. Điểm cho sân VSD 18-19. Lúc này là cơ hội để san hòa của sân VSD. Đây đây, vẫn là Đô đẹp dài, vẫn là những đường đục thẳng của Đô. Những pha chắn bù từ vị trí số 3 của các thủ sân VSD không kịp. Đó là những pha chắn bù từ vị trí số 3 của Nam Đen. Bất lợi ở những ở chiều cao mọi người ạ, sải tay ngắn không thể đua kịp. Nếu như trên 1m80 thì có thể. Và cuối cùng thì Huy Con đã có một pha phát bóng lật lưới may mắn kết thúc kèo đấu ở điểm số 21-18.